Một ngày chơi tất cả các map giải trí trong Liên Quân sẽ như thế nào phần 1. Hôm nay mình khởi đầu nhẹ bằng map sinh tử trong Liên Quân. Nghe sinh tử là thấy có cái gì đó chiến chiến rồi phải không? Một là sống, hai là chết. Bắt đầu game mình đi đập đá kiếm thêm vàng để mua đồ. Mình xanh thì mình mới có thể đi hấp diêm mấy team kia được. Hai thằng nhìn như ngáo đập hết đá nhà thì đi kiếm đá nhà hàng xóm đập ké. Nhưng mà tụi nó nhanh tay quá. Tụi đập hết mẹ lúc nào rồi? Em Hiếu qua thì chả còn con mẹ gì để đập nữa. Nhưng với tính hiếu chiến của mình, em Hiếu dụ đồng bọn úp sọt theo của team vàng cướp, nhưng ở đâu lại trôi ra hai anh giang hồ giang háng gì đó, đấm đá em Hiếu về gặp các cụ luôn. Con mẹ nó, em Hiếu đánh không lại con Giang Phi có bầu thì em nhanh trí chuyển qua ức hiếp phụ nữ có cánh. Lúc này mình canh chuẩn thời cơ lao vô là xích con xe phê ra lại liền, đang chuẩn bị ăn thì đồng bọn nó quay lại bàn tay tát tới tấp, khiến em Hiếu choáng con mẹ nó người mà phải đi thăm các cụ lần nữa. Rút lấy bài học sương máu, em kể mẹ đồng bọn mình đi farm cháy máy xì cả khói đích, khiến mấy anh trong quán cà phê tưởng em Hiếu phóng vũ khí sinh học giải tán đám đông mà đấm em Hiếu méo trượt phát nào. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò là có thật. Nó đi kiếm chuyện với hai con quỷ kia, xong nó kéo thù hận về nhà rồi nó dụ em đấm chết mợ hai con kia đi. Em Hiếu ngay dại mà nghe lời nó. Cái kết thì hai thằng mặt lòn lăn ra chết như dịch tả lợn vậy. Má người ta nói một điều nhịn là chín điều nhụt mà. Nó thấy ăn được em Hiếu vài lần là nó nghĩ nó ngon. Nó kéo qua tận nhà mà hấp diêm em Hiếu luôn. Nó kéo tới nhà vậy thì chịu rồi. Lô diên nó quăng băng vệ sinh tùm lum né thế đéo nào được. Trả thù nó cho tao đi. Lấy cánh tay 20 năm pha của mày ra mà dùng đi thằng lòn. Có chiêu nào xài chiêu đó chạy làm con gì. Chờ em Hiếu ra liền nè. Thôi chết mẹ rồi ra chi nữa. Cốt để đó chút hốt sau. Lúc này thấy lau diên nó yêu máu. Hiếu rình rình chờ anti tốc biến là lụm mạng. Húc ngọt như nước lòn. Nhưng không ngờ tường dày quá. Mà lâu nó cũng biết múa. Thế rồi đâu lại vào đó. Điều gì đến cũng phải đến thôi. Mình lăn ra chết như thằng ngu. Đập đá kiếm không được bao nhiêu vàng hết trơn á. Mà ra công viên này dạo dạo xíu là đầy vàng luôn. Đủ má. Cái này mà gà rán nó làm thêm cái phụ kiện nón bảo hiểm nữa, rồi kết hợp với Na thứ nguyên vệ sinh nữa, nhảy lên xe của thằng Na thì đúng nghề em Hiếu hàng đêm luôn. Còn quái này ăn nó được thêm một lần hồi sinh nữa. Méo thấy thằng nào ăn thì mình ngu gì mà không xin. Thời cơ đã đến vàng thì đã có mà trang bị thì cũng đủ. Bay đi lụm lúa thôi. Đầu tiên là thằng Rát. Mày chuẩn bị dầu ăn chưa Rát? Chứ tao làm là hơi đau đó. Mình bị xe bắt cho nó xích lại. Đủ má cũng hên là này ăn con quái chứ không là giờ chết méo còn cốt để hốt giống thằng éo rô luôn rồi. Hiếu biết chạy là nhụt bò đồng đội là tệ hơn rác rưởi, nhưng cái đinh công mạnh chứ. Giờ mà quay lại vừa méo ăn được mạng nào còn chết thì xóa mẹ nó game luôn cho rồi chứ chơi làm con gì nữa. Ha ha ha, giây phút mình chờ đợi từ đầu game tới giờ cuối cùng cũng đến. Mày xong với tao rồi con chó này, dám hấp diêm tao trong trụ. Còn thằng Rát nữa, giờ hoàng đạo đã điểm đi thôi, còn con gì nữa mà tiếc với sầu. Cái kết thì méo cần nói thì ai cũng biết, có cái lòn què mà em Hiếu thắng được.